loại nấm độc chết người được dân Phần Lan ưa chuộng. Nấm não có hình dáng giống bộ não được xếp vào danh sách những loại nấm nguy hiểm nhất thế giới, khi trong chúng chứa một lượng lớn chất độc gizomicin. Nếu ăn phải loại nấm này, khi còn tươi, chất độc gizomicin đi vào cơ thể người sẽ chuyển hóa thành monomethylhydrazine. Đây cũng là một chất gây ung thư. Tác động của độc monomethylhydrazine sẽ ảnh hưởng chủ yếu tới gan, có thể ảnh hưởng đến cả thận và hệ thần kinh. Người bị trúng độc có triệu chứng thường gặp như tiêu chảy, nôn mửa, chóng mặt, đau đầu. Trong trường hợp xấu nhất, người trúng độc sẽ bị hôn mê sâu và tử vong trong thời gian 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên, loại nấm này, nếu được sấy khô, sơ chế và chế biến đúng cách giúp loại bỏ độc tố trong nấm và khiến chúng an toàn, khi sử dụng thì lại có hương vị rất độc đáo. Vì vậy, bất chấp việc nguy hiểm gây ra, nấm não vẫn được ưa chuộng ở Bắc Âu, đặc biệt là Phần Lan, nấm não được dùng để chế biến những món ăn tao nhã.